Máy anh lên trên này đi. Máy anh giới thiệu sang đây trước cho anh nhé. Máy trộn cấp điện thì nó có 3 cái hệ thống chạy, trộn và hệ thống điều khiển thủy lực. Còn cái hệ thống chạy thì nó là cho nên hướng dẫn là côn chạy, phanh chân và ga. Đấy. Nó sẽ đi liền với lại bên số chạy. Số chạy thì đây số chạy chính và đây là cái nóng cắt cầu trước. Đấy, có cả hệ thống cầu treo nóng cắt cầu trước đấy nhá. Đó là hệ thống di chuyển, hệ thống trộn thì là có côn trộn và cũng có số trộn, số trộn thì cũng có nhanh chậm. Như này, đây con trộm nó này. Khi máy nổ lên thì nó sẽ quay lên kia. Và cái hệ thống điều khiển thủy lực. Khi nào mình mà đến cấp vật liệu rồi, mình đỗ ở những chỗ mà mình cần thủy lực thì mình bắt đầu mình hạ cái hệ thống điều khiển sau. Hệ thống khởi động của nó. Trung tâm mát này. Trung tâm mát. Trước khi đề máy thì anh phải ra cái số rồi nữa.